thân tiền tệ được y giả tam tang cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu tình muốn hạnh quân bằng tu hành tiểu dục quy y trí kiên trì khéo chân chánh phùng hành lời dạy đức điều ngữ chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bân tử lạc chú quả tịnh tình. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Như cột trụ đa kheo chôn chẳng xuống đất, dầu bốn hương cuộn phong cũng không thể lay động. Ta coi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê cũng từ tài bất động trước tam pháp thế gian. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê được đứng gô ta ma kheo thiên giảng tường tận. Các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới căm thù khỏi bôn đò sư bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thanh tu đà quần dù khổ tâm phạm lỗi bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đừng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng. Lời in chung hữu tình ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi. Vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tiên thiết pháp vô thượng. Do vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tăng bậc ký chân niết bàn. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu hành muôn hạnh phúc. Chung thiên nhân các cõi dù thiên thiên địa tiên đã ân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Phóng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi dù thiên thiên địa tiên đã ân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đà thủ Yani ta phu ta ni sama gata ni
pum ma ni wa ya ni wa an ta le ke sa be wa pu ta su ma na pa wan tu a pho bi sa ka chang tu nan tu pa si tang ta ma hi pu ta ni sa me ta sam be me tang ka ro ta ma no ya pa cha ya ni wa cha ra to cha ran ti ye pa ling ta ma hi ne ra ka ta pa ma ta yang kinh chi vi tăng vi ta wa hu rang wa sang ge su wa yang ra ta pa ni tăng na no ta ti ta tha ka te nay đăng vi bồ tê ra ta năng pa ni tăng khai te na sa che na su wa ti ho tu kha yang vi ra gan nam ma tăng pa ni tăng ya da cha ga sa ya mu ni sa ma hi to na te tham mê na samati kinh chi đăng bi tham mê ra ta năng bi tăng ê tê na sa kê na su wa ti ho tu yam bu ta se tho ba ri wan na di su chin samati ma nam ta ni ca nha ma hu samati na tê na sa mô na vê cha ti đăng bi tham mê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti ho tu ye bung ga la a ta sa tăng ba sa tha cha ta ri e ta ni yu ga ni hon ti tê đa ti nay ya su ga ta sa sa wa ca e tê su din na ni ha pha la ni đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng e tê na sa chê na su wa ti ho tu ye sum ba yu ta ma na sa đan hê na ni ca mi no go ta ma sa sa năng hi tê ba ti ba ta a ma tăng vi hay ga la ta mu ta ni bu tinh buôn cha ma na i đăng mi sang kê ra ta năng ba ni ta hê tê na sa chê na su wa ti ho tu ya tinh khi lô ba ta vinh si tô si ya cha tô vi wa te vi a sam ba cam bi yo ta thu ba mang so bu ri yang wa da mi yo a ri a sa cha ni a we cha ba sa ti đăng bi sang ke ra ta năng ba ni tăng e te na sa ke na su wa ti ho tu ye a ri a sa cha ni vi pha wa yan ti gam pi ra ban ye na su de si ta ni kinh cha bi tê hon ti phu sa ba ma ta na tê pha văn a tha ma ma di yan ti đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti ho ta ha wa sa đa sa na sam ba đa ya ta ya su tham ma cha hi ta pha văn ti sa ca ya đi ti vi chi ki tăng cha si la pha tăng wa bi ya đa ti kinh chi cha tu ha pa ye hi cha vi pa mu to cha cha vi ta na ni a pa bu ca tung hi đam vi sang kê ra ta năng pa ni tăng hi tê na sa chê na su wa ti ho tu kinh cha bi so cam mang ca ro ba ba căn ca ye na wa cha yu ta chê ta sa wa a pa bo so ta ti cha đa ya a pa ba ta di ta ba sa sa vu ta i đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng tê na sa chê na su wa ti ho tu wa na pa gum be ya ta pu si tăng ghe ghim ha na ma se pa tam ba ni ghim he ta thu ba mang tham ba wa răng a đê sa di ni ba na ga minh ba ra mang đi ta dạy đâm đi bua thế ra ta năng bà ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti ho tu wa ro wa ran nhô wa ra đô wa ra ha ro a nô ta ro tham ma wa răng a đi sa di đâm đi bua thế ra ta năng bà ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti ho tu khi năng bu ra năng na quang na ti sam pa quang vi ra ta chi ta ya ti kê
pha quát minh tê ki na bi cha vi ru na chan da ni pan te thi ra ya tha yam ba di bo i đăng vi tăng khe ra ta năng ba ni tăng e te na sát chê na tu va ti ho tu ya ni ta bu ta ni ta ma ga ta ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng đê wa ma nu sa bu chi tăng bu tăng na ma sa ma su wa ti ho tu ya ni ta bu ta ni ta ma ga ta ni bu ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng đê wa ma nu sa bu chi tăng tham mang na ma sa ma su wa ti ho tu ya ni ta bu ta ni sa ma ga ta ni bu ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng đê wa ma nu sa bu chi tăng sang căng na ma sa ma su wa ti ho tu chung thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây mong cởi lòng hoan hỷ thành kính nghe lời này rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc pháp bân tử tôi thường ly dục diệt phiền não phần Thích Ca Mâu Ni chim pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy do vậy chính chân pháp là châu báu thù diệu mong với châm ngôn này tu thành muôn hạnh phúc con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định chứng hiện tại lạc trú đức hằng ngợi khen không gì so sánh được do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc thanh tam vì bốn đôi là những bậc ứng cung đệ tử đấng thiền thể được y giả tam tang cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bằng tu hành tiểu dục quy y đi kiên trì khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngữ chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bân tử lạc chú quả tịnh tịnh do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc như cột trụ đa kéo chôn chặt xuống đất dầu bốn hướng cuộn phong cũng không thể lay động ta coi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê cũng từ tài bất đồng trước tam pháp thế gian do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bần thanh tu đà quần chứng kỳ ly tánh đê được đứng gô ta ma kheo thiên nhãn tường tận các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiến sự thân kiến và hoài nghi luôn cả
dơi căm thủ thoát khỏi bôn đò sư bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp do vậy kinh tăng chung là châu báo thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung bần thánh tu đà quần vô khổ tâm và lỗi bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu được xưng danh hiền thánh do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung đứng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng đời anh chung hữu tình ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi vậy chính chân Phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung đức Phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng ban bố pháp vô thượng chuyển đạt pháp vô thượng tiền thiết pháp vô thượng do vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung nhân quá khứ đã đoạn mầm tương lai không gieo với tâm không ai chăm trong sanh hữu đời sau bởi tam muôn đã đoạn các chủng tử không còn ví như ngọn đèn tăng bậc ký chân niết bàn do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung chung thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã ân tập nơi đây hãy di thành đảnh lễ đức Phật bậc Như Lai được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường phụng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung chung thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung chung thiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi đảnh lễ tăng chung bậc Như Đức được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung đa thù. Cương cuộn phong cũng không thể lay động ta coi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê cũng từ tài bất động trước tam pháp thế gian do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung bần thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê được đứng vô ta mà kéo thiên giảng tường tận các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi luôn cả giới căm thủ thoát khỏi bôn đò sư bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp do vậy kinh tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung bần thánh tu đà quần vô khổ tâm và lỗi bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu được xưng danh hiền thánh do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung đức thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng lời ân chung hữu tình ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi
rồi bày chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân hôn này tu thành muôn hạnh cung. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tiền thiết pháp vô thượng. Do vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân hôn này tu thành muôn hạnh cung. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tăng bậc cái chân niết bàn. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã âm tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Đức Phật bậc Như Lai được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường, phóng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Chánh pháp đạo Như Chân được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường, mong với chân hôn này tu thành muôn hạnh cung. Chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Tăng chúng bậc Như Đức được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung. Đà thủ. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Thượng, chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay là ngày Chủ Nhật, 30 tháng 5 năm 2020. Thêm một ngày nữa, chúng ta có chương trình sinh hoạt đặc biệt tu học ở trong mùa đại dịch Corona. Thưa quý vị, chỉ có trong vòng vỏn vẹn 3 tháng mà đất nước Hoa Kỳ đã có những thay đổi lớn. Lớn đến nỗi mà cả thế giới không ai có thể tưởng tượng là sẽ có những sự thay đổi mà bố thậm chí tê liệt cả quốc gia như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, vẫn còn có rất là nhiều điều mà cho đến giờ phút hiện chúng ta chưa nhận ra hết. Kể cả những gì sẽ xảy ra ở trong vài tháng tới. Phật pháp gọi đó là sự vô thường. Vô thường là không có gì đứng yên một chỗ, như nguyên trạng như vậy hoài. Và trong bài viết của Ngài Ajahn Chah, thì một lần nữa, thưa quý vị, chúng ta sẽ được nghe một số nói rất ngay, nhưng mà trong đó hàm ý nhiều ý nghĩa hết sức là quan trọng. Bây giờ thì trước khi đi vào chương trình chính thức hôm nay, xin thay mặt đại chúng kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh hướng dẫn đại chúng tụng kinh lễ Tam Bảo. Sau đó chúng ta sẽ trở lại với pháp thoại. Kính thỉnh Thượng tọa. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.
Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, có lẽ một ở trong những điều mà gây cho chúng ta sự bất an nhiều nhất của cuộc sống, đó là những biến đổi mà trong kinh Phật gọi là vô thường. Khi mà nói chúng ta nói cái chuyện những cái biến động của cuộc sống thì hầu như từ nội thân của chúng ta đến nội tâm cuộc sống ở chung quanh thay đổi không ngừng. Ngày nay khoa học đã có những cái khẳng định gần với Phật học là chỉ trong một tích tắc thôi, không biết bao nhiêu là những thay đổi chung quanh. Và những thay đổi này nó tạo nên cho chúng ta không biết bao nhiêu là những căng thẳng, lo âu, xáo trộn. Có lẽ Phật Pháp dạy chúng ta nhiều hơn bao giờ hết là sự quán chiếu những đổi thay trong cuộc sống. Nhưng mà nhiều người trong chúng ta thì tương đối là sợ, rất lo sợ nhìn vào điểm này. Cũng như chúng ta đã từng sợ tuổi trẻ đi qua, tuổi già đến. Chúng ta sợ sự thay đổi của lòng người. Chúng ta sợ sự thay đổi của thời thế, của trăm muôn ngàn thứ ở trong cuộc sống này. Chúng ta mong thời gian dừng lại và mong cho mọi thứ nằm yên không có thay đổi. Nhưng mà thưa quý vị, kỳ thật thì không có gì ở trong cuộc sống của chúng ta mà không có biến thiên thay đổi. Chúng ta thử làm một việc như vậy là lắng nghe một số những câu nói của Ngài Chân Cha, một vị tu sĩ Phật giáo, là một vị thiền sư dạy về những điều liên quan đến vô thường. Chúng ta khoan, có mặc cảm với vô thường, khoan, lo âu với vô thường, mà hãy đơn giản là lắng nghe và suy gẫm những điều Ngài nói. Bây giờ thì chúng tôi không biết hôm nay có vị nào sẽ giúp. Dạ, giờ mời cô Từ Bẩn Khoan Khỉ đọc cho những bài, những câu nói của Ngài Khai Sanh Cha nói về sự vô thường. Xin mời cô Từ Bẩn.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con từ mẫn. Con thành kính cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức tăng. Và con kính đảnh lễ Ngài Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Trí và Sư Thông. Và sau đây cũng biết đạo tràng. Sau đây con xin đọc bài. Cảm ơn quý sister đã cho biết được tín hiệu. Quán chiếu trích từ Chẳng Có Ai Cả. No Achancha. Achancha, tỳ khu khánh hỷ, chuyển dịch. Vô thường. Một, các pháp trên thế gian hiện hữu qua sự đổi thay. Bạn không thể chống lại hay ngăn cản chúng. Hãy nghĩ xem bạn có thể thở vào mà đừng thở ra không? Làm như vậy có cảm thấy thoải không? Hoặc thở ra mà đừng thở vào sẽ như thế nào? Chúng ta không muốn chuyện đổi thay thật, không ngừng thay đổi. Hai, nếu biết rằng mọi chuyện đều đổi thay thì bạn còn bâng phân, thắc mắc, suy nghĩ, mông lung gì nữa. Bất kỳ chuyện gì xảy ra bạn chỉ cần tự nhủ, à lại một chuyện nữa, vậy thôi. Số 3, lời nói bỏ qua sự vô thường không phải lời nói của kẻ trí. 4. Nếu bạn thấy rõ ràng sự đổi thay thì bạn sẽ thấy được sự không thay đổi. Sự không đổi thay ở đây là sự không thể nào không thay đổi. Nếu hiểu được rằng chỉ có sự đổi thay là không bao giờ thay đổi, và bạn có thể tôn trọng cúng dường Ngài một cách đúng đắn. Nếu tâm bạn nói rằng bạn đã đắc quả thánh thứ nhất, hãy đến đảnh lễ bậc thánh thứ nhất. Ngài sẽ nói cho bạn biết rằng tất cả đều không bao giờ. Nếu bạn hãy đến đảnh lễ, Ngài sẽ nói cho bạn biết rằng tất cả không có gì chắc chắn. Nếu bạn gặp bậc thánh thứ ba, hãy đến đảnh lễ. Ngài chỉ nói không vững bền. Nếu bạn gặp bậc thánh thứ tư, hãy đến đảnh lễ. Ngài sẽ nói cho bạn biết rằng tất cả hoàn toàn không vững bền. Bạn sẽ nghe từ các bậc thánh rằng tất cả đều không vững bền. Đừng dính mắc vào bất cứ cái gì. 6. Thỉnh thoảng tôi đi thăm những chùa tháp cổ. Một vài nơi bị đổ vỡ, có một trong những người bạn tôi sẽ than. Thật đáng tiếc, tôi trả lời rằng nếu không có sự đổ vỡ thì chẳng có Đức Phật, chẳng có giáo pháp. Nó đổ vỡ như thế thì nó hoàn toàn phù hợp với những lời Phật dạy. 7. Mọi sự trên thế gian đều đi theo đường lối tự nhiên. Không có khoa học nào có thể ngăn trở bước đi của chúng. Bạn có thể đến nha sĩ để chăm sóc răng, nhưng dầu nha sĩ có săn sóc răng bạn kỹ lưỡng đến thật thế nào đi nữa, cuối cùng chúng cũng đi theo đường lối của chúng. Ngay cả nha sĩ cũng bị hư răng, mọi vật rút cuộc rồi cũng tan rã cả. 2. 8. Cái gì chắc chắn bền vững đây, chẳng có gì ngoài đau khổ. Đau khổ đến và đi, hạnh phúc lại thay đổi cho đau khổ. Cứ thế mãi, ngoài chuyện đó ra chẳng có gì hơn nữa. Nhưng chúng ta là những kẻ lạc đường, không ngừng chạy theo và nắm bắt dục lạc. Dục lạc không thật đâu, chỉ là sự thay đổi thôi. Và Nam Mô Bụt Tha Giá, con đã đọc xong bài học hôm nay. Dạ, thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng. Kính cảm ơn đạo tràng. Và con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học giảng dạy chúng con bài học hôm nay. Con cung thỉnh Ngài, con xin dâng mắt. Cô từ bận. Kính bạch chư Tôn Đức Phật, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong
chúng ta được nghe từ lời nói của cả chân cha, phần đông không phải là những điều mới lạ, nhưng mà một lần nữa gợi nhắc cho chúng ta thấy rằng có những điểm là bình thường, quá đổi bình thường để đổi mà chúng ta quên hẳn đi những điều đó, đó nó cần được chúng ta nghiền ngẫm một cách nghiêm túc. Chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ, ở gần ông ngoại chúng tôi, ông ngoại là một thầy thuốc nam, và thỉnh thoảng có một vài người đến để xin chỉ thuốc trị bệnh, ví dụ như họ bị bón chẳng hạn, thì ông ngoại chỉ cho một vài loại rau về để luộc ăn hay nấu canh, và khi người đó họ ăn xong họ không bị bón nữa thì họ trở lại. Đôi khi họ nói rằng ông hai thật là đặc biệt, hồi trước thấy loại rau đó ăn như vậy mà nghĩ rằng nó không có cái gì mà liên quan đến sức khỏe, nhưng bây giờ tới bị bệnh rồi ông hai chỉ thì té ra nó có vị thuốc. Thì chúng tôi nhớ ngoại nó hồi còn nhỏ đó, ở ngoài nói rằng thật ra nói về nhuận trường thì có rất nhiều loại rau người ta ăn có thể nhuận trường được, nhưng một lý do mà người ta không nhuận trường được tại vì họ lười biếng ăn rau, họ chỉ ăn thịt cá và cơm thôi, và bây giờ mình chỉ cho họ một vài loại rau gì đó thì họ bị họ ăn với cái niềm tin họ sẽ bớt bón đi. Thì ông ngoại nói với chúng tôi như vậy đó, thì chúng tôi cảm nhận nó có cái gì là lạ, là đôi khi rau đó, những thức ăn ở trong vườn đó có sẵn nhưng mà mình lại không có thức ăn, cho tới khi ông thầy thuốc nói rằng ăn thứ này thứ kia thì về mình chịu khó mình ăn với cái niềm tin của mình. Thưa quý vị, những lời ngài Chân Cha nói không nhất thiết là những điều quá xa lạ đối với tất cả chúng ta. Hầu như những thay đổi nó luôn luôn có mặt. Ngay cả trường hợp hiện nay chúng ta đang đối diện với bệnh dịch coronavirus xuất hiện trên thế giới này đã làm thay đổi rất là nhiều thứ khác nhau của đời sống. Nhưng mà chúng ta mất ít thời giờ để có thể cảm nhận được ảnh hưởng của coronavirus như thế nào. Sáng nay chúng tôi có đọc một bài báo. Ở trong bài báo này họ nói rằng giả sử như là người ta mãi mãi không tìm được thuốc chủng ngừa coronavirus, tức là COVID-19, và người ta sẽ không tìm ra thuốc trị liệu, thì nhân loại như thế nào, thế giới sẽ như thế nào. Người viết bài báo này không phải là một người tầm thường, và bản thân của ông là một vị bác sĩ và là phụ giảng của Đại học Johns Hopkins. Thì thưa quý vị, ông cho chúng ta biết nhiều bằng chứng là ở trong lịch sử loài người, nhất là lịch sử đương đại đó, thì có rất nhiều thứ bệnh dịch mà cho đến nay người ta vẫn chưa tìm được thuốc ngừa hay là thuốc trị liệu, ví dụ như HIV, đó là cái nguyên nhân sinh ra bệnh liệt kháng mà chúng ta gọi là SIDA theo tiếng Pháp hay là AIDS theo tiếng Anh chẳng hạn. Thì lúc bệnh vi trùng HIV bắt đầu lan tràn, khởi sự từ những người đồng tính là phần lớn nhất, thì phần đông người ta rất là sợ hãi và người ta tìm đủ cách để làm sao cho mọi người biết rõ sự nguy hại của bệnh này. Nhưng mà rồi một thời gian sau, thì thưa quý vị, cho đến giờ phút này khi mà chúng ta đang nói chuyện thì người ta vẫn chưa có thuốc ngừa HIV và người ta cũng chưa có thuốc trị liệu, mặc dù người ta kết hợp rất nhiều thuốc. Nhưng mà
Loài người thì vẫn chấp nhận và bệnh nó vẫn là bệnh nguy hiểm. Số người chết vì bệnh AIDS hàng năm vẫn cao ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng bảo rằng con người mà đã có thể sống ăn ổn với HIV thì không có. Chỉ có điều là khi nó xảy ra lâu ngày thì người ta làm quen nó đi. Hiện nay thì COVID-19 đã hoành hành cả thế giới này. Và người ta đã có một thái độ hoảng hốt. Chúng ta nhìn những con số chết và số lây nhiễm hàng ngày ở trên các cái thông tin của chính phủ hay của tư nhân, thì chúng ta thấy những con số như là 3-4 triệu lây nhiễm, hoặc giả là hơn 1 triệu người bị lây nhiễm tại Hoa Kỳ. Và trung bình mỗi ngày ở Hoa Kỳ có 2.000 người chết vì COVID-19. Trong một 6 tuần lễ có hơn 30 triệu người bị rơi vào tình trạng thất nghiệp. Thì thưa quý vị, những con số đó đang là nỗi ám ảnh của nhân loại. Nhưng vì tác giả của bài viết này, ông đặt ra một vấn đề là giả sử như trong 2 năm, 3 năm nữa mà thuốc chủng ngừa cũng không có và thuốc trị COVID-19 vẫn không có, thì chúng ta sẽ sống như thế nào? Từ những chặng đường xe buýt, những chuyến metro, xe điện ngầm đi trong các cái thành phố lớn như là New York, Tokyo, Hồng Kông chẳng hạn. Hoặc giả người ta làm sao để đi làm mà giữ được sự giãn cách xã hội? Tất cả những nông trại, cơ xưởng và những văn phòng của loài người chưa bao giờ được thiết kế để cách ly con người với con người. Hiện nay, ví dụ chúng tôi đang ở Hoa Kỳ, ở tại Texas, thì thưa quý vị, tuần lễ vừa rồi, hai tiểu bang lớn của Hoa Kỳ là Texas và Georgia đã là một bước tiên phong, kéo theo một loạt thêm 13 tiểu bang khác. Người ta nói về sự mở cửa trong từng giai đoạn. Một tiểu bang là Mississippi, chỉ trong 3 ngày mở cửa, sau khi mở cửa thì con số lây nhiễm và tử vong lên rất cao. Và thống đốc tiểu bang Mississippi, mặc dù là một vị thống đốc thời đảng Cộng Hòa, nhưng mà đã ra lệnh là trở lại tình trạng cách ly. Có thêm vài bữa nữa chúng ta sẽ nghe một số các tiểu bang khác đề cập như vậy, là con số tăng vọt của những người lây nhiễm và những người tử vong không cho phép xã hội mở cửa như là để dự trù, dù là ở trong giai đoạn đầu tiên. Đó là những cái thứ mà tất cả chúng ta đang phải đối diện. Trong 2 năm nữa, 3 năm nữa thì chúng ta sẽ làm sao nếu không có thuốc chủng ngừa, không có thuốc trị được COVID-19? Chúng tôi, thưa quý vị, ở trong lễ Phật đản này nhận nhiều điện thoại và email của một số chư tăng và quý Phật tử hỏi về trường hợp đại lễ Phật đản. Năm nay mùa khánh đản chúng ta có 2 tháng 4 âm lịch. Bây giờ chúng ta đã bước vào tháng 4. Tuần này chúng ta sẽ có ngày rằm tháng 4 đầu tiên, và tháng 4 nhuận sẽ rơi vào tháng 6 dương lịch. Điều mà chúng tôi bận thưa với chư tôn đức và quý Phật tử là chúng ta cứ tạm chờ đợi tổ chức đại lễ Phật đản vào tháng 4 nhuận sau, tháng 4 sau, thay vì tổ chức tháng 4 này, tại vì còn mới quá, chúng ta chưa biết là cái lệnh giải tỏa, cái lệnh nới rộng sự giải tỏa phong tỏa ở nhà nó có tăng hay giảm. Nhưng mà cho dù tăng hay giảm đi nữa thì thưa quý vị, việc tổ chức lễ ở chùa không phải là chuyện đơn giản. Hôm nay chúng tôi có đọc một vài bài báo ở trên, họ đăng ở trên từ Houston Chronicle, một nhật báo của Houston. Thì nhật báo này nói rằng
các cơ sở thương mại, đặc biệt là các siêu thị và một số nơi khác, thì người ta tìm cách để giảm bớt cái số người vào bên trong. Nhà hàng cũng vậy, siêu thị cũng vậy, nhưng mà phải tắt đặt thêm người để canh gác. Thì chúng tôi không hiểu rằng điều đó có thể thực hiện ở chùa được hay không. Có bao giờ mà chúng ta phải thuê một người đứng ở ngoài chùa bảo rằng hôm nay lễ Phật đản cho, đầu tiên là cho 50 người vào lại Phật trước, rồi 50 người ra, rồi có 50 người khác vô lễ Phật đản. Và chứ chưa bao giờ có thể tương tự trong chùa có thể làm lễ như vậy. Và hiện nay thì cũng đã nhận được ít nhất là 6 cái thông báo của các ngôi chùa Việt Nam có và nước khác có, để tổ chức đại lễ Phật đản online. Và chúng tôi cũng chưa hiểu cách nào để tổ chức một lễ Phật đản online thực sự. Ví dụ như cái phương tiện mà chúng tôi đang nói chuyện với tất cả quý Phật tử tại đây, thì điều đó chỉ áp dụng với những người đã quen với PowerTalk. Những người không quen với PowerTalk thì thưa quý vị, chừng không có dễ dàng để vào trong để tham dự. Và có thể mất thêm thời gian vài tháng nữa chúng ta mới có thể sinh hoạt online được. Ngay cả bây giờ mà hỏi rằng ở trong vòng 2 năm tới, trước khi mà thuốc chủng ngừa hay là thuốc trị bệnh được chính thức đưa ra ngoài, thì sinh hoạt ở các ngôi chùa thế nào, thật ra chúng tôi rất là khó, chứ không phải đơn. Bởi vì phần đông Phật tử đi chùa là những Phật tử lớn tuổi, mà sự lây lan nó có thể là một sự đe dọa rất là nghiêm trọng, rất là đáng ngại. Thì bây giờ chúng ta trở lại với những câu nói của Ngài Ajahn Chah. Ở trong câu số 1, thưa quý vị, chúng tôi xin lỗi quý vị là không biết sao chúng tôi gửi bài đi mà nó lại ra con số này. Nếu chúng tôi nhớ không lầm thì cái số nó đã lên tới 40 mấy, không phải là số 123 này. Thôi thì quý vị cứ tạm dùng những con số này để post lên trên đi. Các pháp trên thế gian hiện hữu qua sự thay đổi, bạn không thể chống lại hay ngăn cản chúng. Hãy nghĩ xem, bạn có thể thở vào mà đừng thở ra được không? Làm như vậy có thoải mái không? Hoặc thở ra mà đừng thở vào sẽ như thế nào? Chúng ta không muốn chuyện để đổi thay, nhưng sự vật không ngừng thay đổi. Đó là một câu nói rất là đơn giản, là mình muốn mọi việc nó không thay đổi, giữ yên một chỗ, nhưng mà chỉ riêng hơi thở thôi, hơi thở ra hơi thở vô, mà chúng ta không có thể nào mà nói rằng không vô thường được thì chuyện đó vô lý. Thì như vậy là một câu nói đầu tiên mà Ngài Ajahn Chah, Ngài xem đó là một điều tất nhiên. Và thay vì chúng ta đặt vấn đề là tại sao nó như vậy, thì chúng ta nên chuẩn bị tâm lý để chấp nhận nó trước. Cũng như thưa quý vị, người Việt Nam chúng ta đã có những cuộc di cư. Chúng tôi có quen với một gia đình Phật tử mà 4 lần di cư trong cuộc đời. Dạ, 4 lần di cư. Và lần nào cũng trắng tay hết. Dạ, lần nào trắng tay. Từ Bắc vào trong Nam, từ Nam sang Hoa Kỳ, Hoa Kỳ ở trên vùng Đông Bắc, rồi dời về California. Rồi thưa quý vị, chưa kể là trước kia từng đi trong quân đội và còn dời đổi nữa. Và bắt Phật tử bây giờ thì mất rồi. Khi bắt kể chúng tôi nghe những lần mà ra đi như vậy, đôi lúc thường khi là không còn gì. Và hồi xưa gia đình ở ngoài Bắc có lúc theo lời kêu gọi của Việt Minh gọi là tiêu thổ kháng chiến,
đi vào ở trong những cái khu, những cái chiến khu, rồi nhà cửa đốt đi, rồi tiêu thổ kháng chiến, rồi không xong rồi từ chiến khu lại về Hà Nội, từ Hà Nội di cư vào trong Nam, từ Nam rồi lại đi vượt biên rồi qua nơi khác. Bác có tên là Bác Rỉ thưa quý vị, mà chúng tôi có lần đi xe cũng lâu với bác, đi từ Pomona lên trên San Jose 7-8 tiếng đồng hồ. Và lúc bác nói chuyện, rồi chúng tôi lái xe, rồi chúng tôi lái xe bác nói chuyện, rồi bác lái xe chúng tôi nói chuyện. Chúng tôi hỏi thăm bác là trong những cái biến cố mà gần như cuộc sống đổi thay như vậy đó, thì bác vui thế nào, buồn thế nào, và bác làm sao để vượt qua điều đó. Thì bác cũng tâm sự với chúng tôi rằng bác nói trời đẻ trời nuôi thầy ơi, là mọi người đất nước chiến tranh thì ai cũng bị khổ sở, thì mình cũng khổ sở thôi. Và nhiều lúc trong cái sự dời đổi đi từ nơi này sang nơi khác đó, thì lúc bây giờ tự nhiên mình lo cho tiền bạc thì ít, nhà cửa mình không thích, mình chỉ lo cho người thân thôi, làm sao để đùm bọc với nhau trong gia đình, nhất là vợ chồng con cái, ai cũng sống sót tới ưu tiên. Rồi có lúc bắt lại tin vào cái chuyện mà phải bắt đầu lại đời sống. Mà bác cũng chia sẻ một cái kinh nghiệm, đó là khi mà bác rời Việt Nam là bị người ta gạt mất hết tiền bạc, rồi đến trại tị nạn là bác nói xin lỗi thầy chỉ còn có quần xà lỏng thôi, rồi cao quỷ họ phát quần áo rồi sống rồi đi qua bên Mỹ. Nhưng mà thật ra qua bên Mỹ rồi thì không cảm thấy là không cảm thấy là chán nản hay là tiếc nuối số tiền đã mất, mặc dù ở Sài Gòn cũng có 2-3 căn nhà. Trước 75 rồi sau này bị trịch biên rồi bác đi qua đi, nhưng bác nghĩ rằng mình còn sức khỏe, còn bươn chải được. Và cuối cùng thì vợ chồng con cái vẫn tiếp tục sống, và sống cũng tốt ở bên này. Điều mà chúng tôi nghe bác nói không phải là ở chỗ là cuộc sống thay đổi ở bên ngoài, mà là cái nghị lực, mà là cái thái độ tinh thần. Và thái độ tinh thần rất là quan trọng. Ví dụ như là trong những lần dời đổi mà bác nghĩ rằng đất nước thì chiến tranh, mà mình là người sống ở trong cái hoàn cảnh như vậy đó, thì không thể tránh khỏi. Và nếu mình bị như vậy thì cũng là cái vận mệnh chung, cũng là một chiếc lá giữa dòng cuồng lưu thôi, chứ cũng phải là cái chuyện mà mình phải vật vã, phải khổ sở về chuyện đó. Buồn thì có buồn, mất có mất mát, nhưng không đến nỗi. Bác cũng kể ở điểm là ngay cả trong cái hoàn cảnh bi đát nhất, trắng tay, khi mà làm lại cuộc sống thì bác là nghĩ rằng ở trong gia đình may mắn không có ai mà bị chết là tốt rồi. Mà câu đó của bác chúng tôi rất là thấm thía, tại vì chúng tôi sau này thưa quý vị có gặp một Phật tử lạ chân tâm, là một người quen với Hòa Thượng Hộ Giác từ hồi ở trên Nam Vang á. Thì trong cái biến cố 1975 á, thì gia đình cũng có đông con, cũng 9 người con, mà rốt cuộc chạy từ tỉnh Nam Vang về Sài Gòn thì thưa quý vị chỉ còn lại 4 người, 5 người bị chết. Và có những người con bị đập đầu, bị chết ngay trước mặt của bác, đến nỗi mà bác gái sau này giống như là có bệnh tâm thần, tại vì chứng kiến cái chết của những người con ngay trước mặt mình. Thì nếu mà nói so sánh hai cái mảnh đời đó, thì một người sau những cuộc di cư mà còn có được con cái đầy đủ, gia đình nguyên vẹn thì kể ra cũng có phước. Và nếu nhìn được điểm đó đó thì chúng ta thấy là nhìn có thái độ lạc quan hơn, thái độ tích cực hơn. Thật ra vì vậy khi Ngài Chân Cha Ngài nói trong câu số 1 đó, thì điều mà Ngài muốn nói chúng ta là cái sự thay đổi nó là một lẽ, nhưng mà quan trọng là cái thái độ của mình. Dạ, thái độ của mình thấy được sự thay đổi, mình chấp nhận điểm đó. Như ông bác mà chúng tôi vừa kể quý vị nghe là ở ngoài Hà Nội, từ một cuộc sống của một cậu ấm rồi đi vào chiến khu trở về, rồi di cư vào trong Nam, ở từ miền Nam rồi ra bên Indonesia rồi từ trại tị nạn qua bên Mỹ. Nhưng mà còn đủ cái niềm tin yêu, còn đủ cái nghị lực
còn đủ cái sự hăng hái để làm lại cuộc đời từ đầu. Thì ở đó không phải là do hoàn cảnh ở bên ngoài, mà là cho chính ở thái độ. Thì thưa quý vị, Ngài Chân Cha, Ngài nói trong câu số 1 đó, là tất cả những cái pháp hiện hữu trên thế gian này nó luôn hằng chuyển, nó thay đổi. Và trong cái luôn thay đổi đó không thể chống lại hay ngăn cản chút. Mình đâu có thể nào mình thở mà đừng thở ra hay đừng thở vào được, và bắt buộc phải về thôi. Thì điều đó là một điều rất là đáng cho chúng ta chú ý, bởi vì điều quan trọng không phải sự thay đổi ngoài, mà là cái thái độ và cái nhìn của chúng ta đối với cuộc sống. Ở trong câu tiếp theo, câu số 2 đó, thì Ngài có dạy như vậy rằng, nếu biết rằng mọi chuyện đều đổi thay thì bạn không băn khoăn thắc mắc, suy nghĩ mông lung gì nữa. Bất kỳ chuyện gì xảy ra, bạn chỉ cần tự nhủ, à, lại một chuyện nữa, vậy thôi, à, lại một chuyện nữa. Nhiều khi, thưa quý vị, chúng ta không có chuẩn bị tinh thần, mà chúng ta quá kỳ vọng, và chúng ta quá kỳ vọng là nó phải luôn luôn là như vậy. Khi nó xảy ra đó, thì chúng ta cảm thấy chơi với, tại vì chúng ta không chuẩn bị tinh thần. Ví dụ như có một người họ bị bệnh, nếu chúng ta là người bị bệnh thì chúng ta cứ nhớ rằng, à, lại một lần nữa bị bệnh. Chứ đâu phải là cái chuyện để ngồi, để than trời trách đất, để trách móc. Mà biết đến như vậy thì câu này nó một lần nữa nó cũng nói lên cái thái độ, thái độ của chúng ta đối với cuộc sống. Lời nói bỏ qua sự vô thường không phải là lời nói của kẻ trí. Lời nói đó là câu số 3 mà ngài đề cập. Người mà có hiểu biết thì không có ngại để ông lo, để sợ hãi về điểm này. Chúng tôi nhớ là ngày xưa ở Việt Nam, chúng tôi ở miền quê, không biết là quý vị ở thành có kiêng cữ hay không, nhưng miền quê có nhiều cái kiêng cữ lắm thưa quý vị. Người ta kiêng cữ là trời tối không được chải đầu, trời tối không được lấy búa, lấy đinh mà đóng. Thì chúng tôi hỏi thân phụ, chúng tôi hỏi tại sao, thì thân phụ chúng tôi nói rằng buổi tối mà người ta đóng đinh với búa đó là chỉ có người chết thì phải đóng hòm thôi tức là tẳng liệm thì phải đóng hòm đó. Mà kỳ thật chúng tôi nghĩ rằng buổi tối mà mình làm này làm cái ồn ào, hàng xóm có ngủ thì chuyện đó không có lịch sự, nhưng mà cái kiểu dân miền quê là tin như vậy. Hay hoặc giả là buổi tối thì không cho chải đầu, ta nói chỉ có tẳng liệm mới chải đầu buổi tối thôi, chứ cái chuyện mà chải đầu ban ngày thì chúng tôi cũng biết cái chuyện đó họ nghĩ như thế nào. Nhưng mà phải nói rằng đa phần chúng ta đều rất là kiên kỵ, và chúng ta thường nghĩ rằng mình không nên nhắc đến cái vô thường, không nhắc đến cái chết. Ở trong nhiều trường hợp người ta xem đó là một lời xíu quẩy. Nhưng mà Ngài Chân Cha người nói rằng một cái người có trí thì không có kiên cử điều đó. Và cái lời nói mà cho rằng mọi thứ nó phải chắc chắn như vậy đó, thì điều đó nó không phải là lời nói bậc trí. Khi mà chúng tôi sang bên Mỹ thì chúng tôi mới thấy rõ điều này, nhưng mà không nghe ai than phiền hết. Ví dụ như mỗi lần chúng tôi đi máy bay thì ở trên chiếc máy bay nào thì họ cũng có hướng dẫn về cách là trong trường hợp mà máy bay bị rớt xuống hay là bị thế này bị thế kia đó, thì máy bay sẽ hạ trình phi công, họ sẽ lựa cái vùng có hồ hay có sông. Mà cái chuyện này thật ra nó cũng hiếm khi xảy ra được lắm thưa quý vị. Chúng ta nghe cách đây 10 năm có câu chuyện ở Hudson River ở trên New York đó. Một phi công lái chiếc US Airways khi mà bị chim, nguyên đàn chim nó vào trong hai cái phản lực, hai bên không còn bay được nữa, thì vị phi công lão luyện này đã đưa chiếc máy bay xuống sông Hudson River ở New York và đã hạ cánh an toàn và mọi người thoát hiểm.
thì người Mỹ đó khi lên máy bay đó, thì luôn luôn họ chuẩn bị cho chúng ta. Và có một lần chúng tôi đi máy bay với một người Phật tử, mà người Phật tử này nói chúng tôi một câu mà chúng tôi cũng hơi bất, vì nó nói rằng xin mình lên máy bay Mỹ đó, là họ nói trong trường hợp máy bay rớt đó, mình phải làm này làm kia, gặp Việt Nam mình nói kiểu đó chắc họ nói là nói xui. Tại vì tự nhiên chưa xảy ra mà mình đã nói chuyện xảy ra là chuyện xui xẻo. Ngay cả thứ quý vị, chúng tôi có quen với một vài người bệnh mà nói tới cái chuyện mà biết cái di chúc lại, và biết living will chẳng hạn, cái di chúc là lúc mà mình bị giống như là không cứu được thì đừng cố gắng cứu, tại vì mình không muốn làm người thực vật, không muốn nằm đó mà không làm gì được khổ sở, thôi hãy cho mình đi. Khoan nói chuyện mà chia tài sản đi nữa, thì những người này họ lại ngại, họ nói mình nói đến chuyện chết rồi xui xẻo quá. Nhưng mà rõ ràng là người sống ở tại đây, họ như người Mỹ đó, họ rất là tỉnh táo, họ rất là thoải mái việc đó, họ mua life insurance để trong trường hợp họ chết đi, con cái họ không rơi vào chuyện nhà tan cửa nát vì không có đủ tiền tắt, vân vân. Thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng đó là một thái độ thực tế. Bởi vì Ngài Chân Trang nói rằng một người trí ấy, thì không có ngại để chắc sự vô thường. Mà cái lời nói, những cái cách nói chuyện mà bỏ qua cái sự vô thường đó thì không phải lời nói của bậc trí. Và ở đây chúng ta nghe một câu khác, câu thứ tư thưa quý vị. Nếu bạn thấy rõ sự đổi thay thì bạn sẽ thấy được sự không thay đổi. Sự không thay đổi ở đây là sự vật không thể nào không thay đổi. Nếu hiểu được rằng chỉ là sự đổi thay là không bao giờ thay đổi thì bạn hiểu được Đức Phật, và bạn có thể tôn trọng cúng dường Ngài một cách đúng đắn. Ở đây lại một lần nữa là chúng ta tin vào cái đời sống hiện tại bằng cái thân người sống xã hội này. Dù khi mình tin vào một cái gì đó trường cửu, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta tất cả pháp hữu vi là vô thường. Nếu chúng ta có thể nhìn và quan sát sự vô thường thực sự thì thưa quý vị, chúng ta sẽ không có bất ngờ, và chúng ta thấy được cái gì là cái đối lập với cái sự không thay đổi hay là pháp bất tử. Và chẳng những vậy mà chúng ta còn cúng dường Đức Phật bằng mặt cao quý, tại vì chúng ta hiểu được lời của Đức Phật dạy. Thành thật mà nói thì khi mà Đức Phật dạy cho chúng ta lắng nghe về vô thường, không phải là Ngài hù dọa chúng ta đâu, mà ở đó Đức Phật Ngài dạy chúng ta một cái cách sống với cái bản chất tự nhiên của vạn hữu. Quý vị, nếu chúng ta có được một cái cơ hội đến ở xứ lạnh, và những người họ từng ở đó họ dặn chúng ta là đi ra ngoài phải chuẩn bị quần áo, dù, vân vân. Mà nếu chúng ta có thể thích nghi được thì chúng ta phải chấp nhận sự vô thường. Ở tại Úc, thưa quý vị, có một thành phố tên là thành phố Melbourne. Có nhiều người họ ở thành phố đó, họ nói rằng Melbourne có 4 mùa ở trong một ngày, tức là hệ tiết chợt nóng, chợt lạnh, chợt mưa, chợt nắng, từ buổi sáng tới buổi chiều thay đổi. Và nếu chúng ta đặt chân đến Melbourne thăm bà con, và những người này mà họ thưa quý vị, họ có những cái lời nhắc nhở chúng ta là đi ra đường chuẩn bị áo lạnh, chuẩn bị áo cho mát, chuẩn bị dù, chuẩn bị nón, thì đó không phải là cái chuyện để than phiền, mà chúng ta sẽ chấp nhận. Những lời nói đó là những lời nói giúp ích. Và nếu chúng ta chấp nhận nhận được như vậy thì chúng ta sẽ thoải mái. Còn nếu mình không chuẩn bị thì buổi sáng ra đường có thể trời không lạnh, nhưng mà lát sau trời đổ lạnh. Buổi sáng ra trường trời không nóng, mà lát sau trời lại nóng, và nó khiến cho chúng ta cảm thấy bực bội, khó chịu. Thì với một người sống hết lâu tại đó, họ nhắc, họ nói rằng Melbourne một ngày có 4 mùa, mà chúng ta vui vẻ
chấp nhận đó là điều tự nhiên, thì nó đỡ, nó giảm thiểu đi những cái căng thẳng, những cái buồn bực tai bi. Chúng ta thật sự sống với cái tự nhiên. Thì Đức Phật thì cũng vậy. Đức Phật Ngài nhắc cho chúng ta về những cái hiện tượng dịch chuyển, đổi thay, không đứng yên một chỗ của tất cả mọi thứ dọa, hay là Ngài làm cho chúng ta buồn. Và đơn giản đó là Ngài dạy cho chúng ta có một cái sự chuẩn bị tinh thần tốt khi chúng ta đối diện với những điều đó. Và quý vị, thưa Phật tử, trong câu số 5, nếu tâm bạn nói rằng bạn đã đắc thánh quả thứ nhất, hãy đến đảnh lễ bậc thánh thứ nhất, Ngài sẽ nói cho bạn biết rằng tất cả đều không vững bền. Nếu bạn gặp bậc thánh thứ hai, hãy đến đảnh lễ, Ngài sẽ nói cho bạn biết rằng tất cả không có gì chắc chắn. Nếu bạn gặp bậc thánh thứ ba, hãy đến đảnh lễ, Ngài chỉ nói là chi vững bền. Và nếu gặp bậc thánh thứ tư, hãy đến đảnh lễ, Ngài sẽ nói với bạn biết rằng tất cả hoàn toàn không vững bền. Bạn sẽ nghe từ các bậc thánh rằng tất cả đều không vững bền, đừng dính mắc vào bất cứ cái gì. Thế đây thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc một câu ngắn này nghe nó hơi khó hiểu một chút, nhưng mà thật ra nó trích từ một cái bài pháp, mà bài pháp thì Ngài Sơn Trang Ngài nói về có những người họ luôn luôn họ nói đến những hiện tượng là ngồi thiền thấy hào quang, thấy Phật, hay là chiêm bao cái việc kia. Thì trong bài pháp đó Ngài nói rằng nếu mà chúng ta gặp các bậc thánh thực sự, dù là bậc thánh sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, bậc thánh hoàn toàn giải thoát, thì điều mà các Ngài cho chúng ta là một cái một điểm rất là giống nhau, không có mãi mãi sai khác, là Ngài khuyên chúng ta nên sống với cái tâm an nhiên tự tại trước những cái thay đổi của đời sống. Nếu chúng ta không chuẩn bị tốt về điểm này thì mà chúng ta cứ nghĩ rằng cái sự lễ lại cúng kiến đó, nó sẽ khiến cho chúng ta có được cái sự bình an luôn luôn, tài sản lúc nào cũng như vậy, không có bị khánh tận, chúng ta sẽ trẻ mãi mà không có già, thì có lẽ chúng ta sẽ hoan hỷ hơn. Nhưng mà tất cả các bậc thánh đều dạy chúng ta là làm sao để ý thức được rằng mọi việc đó, và chúng ta có thể sống an ổn với điều đó. Thưa quý vị, trong chúng tôi cố gắng đi qua 10 câu mà Ngài Achancha Ngài đề cập đến ở đây, quý vị có nghỉ chờ chúng tôi một chút xíu. Thỉnh thoảng thăm những chùa tháp cổ, một vài nơi bị đổ vỡ, có thể một trong những người bạn của tôi sẽ than rằng thật đáng tiếc. Tôi trả lời rằng nếu không có sự đổ vỡ thì chẳng có Đức Phật và chẳng có giáo pháp. Và nó đổ vỡ như thế vì nó hoàn toàn phù hợp với lời Phật dạy. Đây là cũng là một câu nói rất thú vị thưa quý vị, bởi vì chúng tôi biết rằng có rất là nhiều cái cố đô Phật giáo. Cách đây 7 năm chúng tôi có hướng dẫn một cái chuyến đi thăm những cái kinh đô của Phật giáo. Ở trong đó có Tây An, tức là Trường An ngày xưa, Kyoto của Nhật Bản, Ayutthaya của Thái Lan, Mandalay của Miến Điện, và sau cùng là Kandy của Tích Lan. Tất cả những cái cố đô này đều có ba điểm giống nhau. Đó là từng một thời là cái trung tâm quyền lực của cả một quốc gia. Và từng một thời đó là để lại những cái hình ảnh khoa kim của nền văn hóa rực rỡ. Và điểm thứ ba là thời hoàng kim của những kinh đô thời cổ này đều chịu ảnh hưởng sâu đậm Phật giáo. Dù đó là Kyoto của Nhật, hay là Trường An của Trung Quốc mà bây giờ chúng ta gọi là Tây An, hoặc giả là Ayutthaya của Thái Lan, hay là Mandalay của Miến Điện, hay là Kandy của Tích Lan. Thưa quý vị, khi mà đi như vậy đó, thì có nhiều Phật tử họ nói rằng tiếc quá. Thí dụ như là họ nhìn thấy những cái đền tháp cổ rất đẹp, bây giờ trở thành khoang phế.
Những phế tích như vậy làm cho người ta chạnh lòng, và khi những người đó bày tỏ sự nuối tiếc thì chúng tôi lại nhớ đến cái lời dạy của Ngài Chân Cha. Có thể một trong những người bạn sẽ than rằng thật đáng tiếc, dạ, thật đáng tiếc khi chúng ta đối diện với những cái nơi mà ví dụ như Angkor Wat, nơi thiên đế thích của Campuchia, hoặc giả là Ayutthaya với những đền tháp quan trọng, thậm chí quý vị về Bagan chẳng hạn của Miến Điện thì không biết bao nhiêu là những ngọn tháp rất là đẹp. Nhưng câu đó Ngài Chân Cha trả lời cho những người đó rằng nếu không có sự đổ vỡ thì chẳng có Đức Phật và chẳng có giáo pháp. Nó đổ vỡ như thế vì nó hoàn toàn phù hợp với lời Phật dạy. Cái nhìn này chúng tôi nghĩ là cái nhìn rất là rất tích cực, rất là hoan hỷ, là tại vì thưa quý vị, cái nhìn đó cho chúng ta hiểu rằng lời dạy của Đức Phật quả là như vậy, không có cái gì mà nó tồn tại được với thời gian, nó phải biến dịch, nó phải thay đổi. Và từ chỗ đó đó, người ta thấy có niềm tin mạnh mẽ với Đức Phật, niềm tin mạnh mẽ với giáo pháp, thay vì nhìn vào những điểm đó người ta than vắn thở dài chẳng hạn. Thưa quý vị, trong câu số 7, mọi sự trên thế gian này đều đi theo đường lối tự nhiên, không có khoa học nào có thể cản trở bước đi của chúng. Bạn có thể đến nha sĩ chăm sóc răng, nhưng dù nha sĩ chăm sóc răng bạn thật kỹ lưỡng thế nào đi nữa thì cuối cùng nó cũng đi theo đường lối của chúng. Ngay cả nha sĩ cũng bị hư răng, một vật rút cuộc rồi cũng sẽ tan rã. Chúng ta thường có một cái nhìn về sự vô thường mà khiến cho chúng tôi nhớ rằng năm 2001 một cái biến cố xảy ra, đó là những người khủng bố đó, họ cướp máy bay của hãng American Airlines và hãng United Airlines, họ đâm vào cái tháp đôi của New York và một chiếc khác đâm vào trong ngũ giác đài. Thì thưa quý vị, lúc đó người Mỹ bàng hoàng, và chúng tôi có đọc một cái email của một người, họ biết rằng nước Mỹ phải vì cái sự tổn thất của nhân mạng và tài sản, với 3-4 ngàn người chết và với vài chiếc máy bay bị mất, thì họ không có, nó không thấm vào đâu, không làm nước Mỹ nghèo hơn. Nhưng mà ngũ giác đài được xem như là một cái đầu não chiến tranh của một siêu cường bậc nhất của thế giới, bậc nhất của thế giới. Bây giờ cái đầu não chiến tranh đó bị tấn công, và bị tấn công và bị phá hủy một phần, tuy là phần nó nhỏ, và một vài người, một số người chết, thì làm cho nước Mỹ bị hoang mang đến tột độ. Thì thưa quý vị, điều đó nó nhắc chúng ta một lần nữa rằng ngay cả một cái trung tâm quyền lực, một cái cuộc của một cuộc máy chiến tranh mà vẫn bị tấn công, ngay cả một ông bác sĩ, như chúng tôi biết ở Houston có ông bác sĩ, ông về giải phẫu rất giỏi, và ông rất giỏi về bệnh tim, và ông chết vì bệnh tim, thưa quý vị, đi đến tennis rồi cúi xuống nhặt cái tennis rồi chết tại chỗ. Bởi vì khi mà ngày Hồi Giác ngày còn sống, lâu lâu có những chuyện gì mà xảy ra mà nó hơi bất ngờ và nó nằm ngoài những cái đinh đinh của mình, thì ngài nhắc câu, ngài nói người Miên có câu nói rằng đôi khi con voi nó cũng phải trượt. Dạ, con voi thì nó vững chắc lắm, thế giờ trượt được, nhưng mà đôi khi con voi bị trượt. Thì nói như vậy có nghĩa là cái gì nó cũng xảy ra, và nó xảy ra ở mọi thứ, mọi nơi, và chúng ta không nên nghĩ rằng mọi thứ nó phải đi theo một cách như là mình nghĩ cố định hoàn toàn. Ở trong câu số 8 này nói rằng có cái gì chắc chắn bền vững đây, chẳng có cái gì ngoài đau khổ đến và đi. Hạnh phúc là thay cho đau khổ và cứ thế mãi. Ngoài chuyện đó ra chẳng có gì cả. Nhưng chúng ta là những kẻ lạc đường, không ngừng chạy và nắm bắt dục lạc. Dục lạc không thật sự đâu, chỉ là sự thay đổi thôi. Ở đây, Ngài khuyên chúng ta nên có một cái ý thức, và ý thức về một cái hiện tượng mà đôi khi mình
mình muốn mua một căn nhà, mình vay tiền nợ rồi mình refinance, tức là mình vay tiền trở lại để trả cái tiền mình vay. Nhiều khi mình nghĩ đó là một thứ hạnh phúc, tại vì mình vừa vay được số tiền. Nhưng mà cái vay số tiền đó không có nghĩa là mình không có nợ. Có thể là cái giảm nhẹ đi một chút, nhưng mà nó nợ thì nó vẫn là nợ. Và chúng tôi nhớ rằng có một vị pháp sư ngài nói là có người họ đi gánh, mua gánh bán bưng, họ gánh gánh trên vai rất là nặng. Nhưng mà rồi khi họ đổi cái vai từ bên vai phải qua vai trái đó, thì họ cảm thấy rằng hạnh phúc khoan khoái. Và giờ phút đó họ cảm thấy hạnh phúc bởi vì gánh mình vai phải nó mỏi quá. Nhưng mà kỳ thật từ cái vai phải qua vai trái đó, thì gánh nặng vẫn là gánh nặng thôi. Nhưng vì đổi vai đó, thì sự thay đổi đó làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà nó không có thực sự hạnh phúc như vậy. Nó chỉ là sự thay đổi. Và ở điểm đó chúng ta phải, chúng ta đặc biệt lưu ý. Cũng như trong một cái xã hội mà người ta bị kềm kẹp nhiều quá, rồi lâu lâu chính quyền nhả ra một chút đó, thì nhiều người cảm thấy may mắn, ồ tốt quá, hạnh phúc quá. Nhưng cái hạnh phúc đó không phải hạnh phúc thực sự, mà nó chỉ là sự nhả ra một chút thôi. Và chúng tôi lấy ví dụ là thời xưa có lúc mà ở Việt Nam gọi là bao cấp đó, tức là mình mua cái gì thì mình cũng phải có hợp tác xã, rồi một cái hộ khẩu chỉ mua được bao nhiêu hàng hóa thôi. Thì tới khi mà cho tự do mua và gọi là kinh tế thị trường đó, thì ta thấy như vậy là nhất rồi. Nhưng mà thật sự cái nhất đó nó chỉ là một cái ảo giác của chúng ta thôi. Chứ thực sự so sánh đúng nghĩa thì nó không hẳn là như vậy. Thưa quý vị, nhờ quý vị qua khỉ chờ chúng tôi một chút. Chúng ta trở lại với cái cục diện mà mọi người đang phải đối diện hôm nay, khi mà chúng ta trải qua rất là nhiều những xáo trộn. Đây là lúc mà chúng ta phải có khả năng thích nghi. Nhưng trong sự thích nghi đó thì thường thường mình nghĩ rằng mình chịu đựng lâu ngày thì mình rõ ra mình lì. Mình chịu đựng lâu ngày thì mình sẽ cảm thấy bình thường. Nhưng mà kỳ thật là cái kinh nghiệm cho thấy rằng nếu mà mình chờ đến lúc mình chai lì ra thì không biết chừng nào mình mới thoải mái được. Nhưng mà nếu chúng ta chấp nhận sự thay đổi, nó vốn dĩ là như vậy. Thí dụ như là ở trong một bài kinh mà chúng ta đọc trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng tự tánh vô thường, sanh diệt biến đổi, phổ cập pháp giới không phân xóm làng, gia tộc quốc độ, ba cõi nhân thiên. Thì ngài dạy rằng những cái hiện tượng thay đổi như vậy đó, nó không có phải là cho một cá nhân hay cho một làng, một quốc độ, mà cho khắp cả ba cõi nhân thiên. Thì chúng ta nghĩ như vậy, nó cũng là một cách để chúng ta chấp nhận được. Thì như bây giờ, hôm nay trong cái sự sống khó khăn, thì chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có mình bị như vậy, mà không biết có bao nhiêu người ở cả thế giới này đều bị như vậy. Có một cô Phật tử, cô kể chúng tôi nghe cái kinh nghiệm cô là cô có một cái cửa tiệm mà bây giờ trong cả hơn 2 tháng qua cô không có làm ăn được, phải đóng cửa. Và cô cảm thấy rất là xuống tinh thần, tại vì đó là một cái nguồn tài chính của ở trong gia đình. Nhưng mà rồi có một ngày cô tình cờ coi được một cái phim tài liệu nói về cái sự cách ly ở tại Ấn Độ. Người Ấn Độ chỉ có 6 tiếng đồng hồ nhận được lệnh ở yên một chỗ cách ly. Và có nhiều gia đình không có thực phẩm, có nhiều gia đình không cách gì để làm ra tiền, tại muốn đi làm phải ra bên ngoài. Và đi làm ra bên ngoài gặp cảnh sát không có cho, và người ta rất là khổ. Thì coi xong cuốn phim đó, cô lấy lại tinh thần, cô nghĩ rằng à, đúng là mình cũng khổ, nhưng cái khổ mình nó không lớn khổ của những người khác. Và thưa quý vị, đó cũng là một cái nhìn rất là tích cực. Và rồi ở trong đại dịch khi mà xảy ra, cũng có những người Phật tử họ nói với chúng tôi rằng trước kia cũng có nói về chánh niệm, nhưng mà bây giờ thì nhờ đại dịch
mình đi đâu mình phải để ý là cái tay mình đụng chỗ nào, nếu khẩu trang phải mở ra sao, rồi mình đụng về phải rửa tay như thế nào, rồi mình phải làm gì, thì lúc này lại áp dụng được những cái những điều mà ngày xưa đi học thiền với ngài Kim Triệu mà nghĩ rằng chỉ áp dụng ở trong trong khóa tu thôi, nhưng bây giờ trở về mới thấy rằng à, đại dịch mình cũng thể dùng chánh niệm đó để mà mình giữ cái tay của mình nó bị sạch, được sạch, mình phải rửa thường xuyên chẳng hạn, thì đó cũng là một cái nhìn tích cực khác. Nên chi trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng thích nghi. Chúng tôi thường kể quý vị Phật tử nghe trong rung rất cái câu chuyện của Khất Nguyên, là một danh sĩ thời xưa của Trung Quốc. Có một lần ông xuống sông Tương, ông định trầm mình tự vẫn, và có một ông lão bên thuyền đi ngang hỏi rằng tại sao ông có vẻ là buồn bã khổ sở như vậy, thì ông nói rằng cả đời đều đục chỉ mình ta trong, cả đời đều sai chỉ mình ta tỉnh, ta vì bất cách trí nên định gieo mình xứ sông Tương mà tự tử. Thì ông lão không có can, mà ông chỉ tiếp tục chèo thuyền đi, và không chèo thuyền đi thì ông nói rằng sông Tương nước chảy trong veo thì ta lội xuống rửa lèo muộn ra, sông Tương nước đục chảy ra thì ta lội xuống để mà rửa chân. Một cái dân sinh quan là sống thích nghi chứ không phải là cưỡng cầu, không phải là mình phải chống đối lại, chống đối đổi mà mình khổ sở. Thì chúng tôi tin thưa quý vị, ở trong thời đại dịch này, nếu mà chúng ta đang sống một nơi như tại Hoa Kỳ, có nhiều cái bất tiện có đó, có nhiều cái cũng khổ sở cũng có chứ không phải là không có. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái nhìn như là những đề nghị mà ngài cha ngài đề nghị ở trong những câu nói mà chúng ta vừa được đọc đó, thì ở đó nó có cái lợi lạc rất lớn, là chúng ta có khả năng thích nghi hơn và nhìn vấn đề một cách nhẹ nhàng hơn. Và nếu chúng ta nhớ như vậy là một người có tính than phiền thì chúng ta sẽ mãi mãi than phiền, lúc nào cũng có trăm ngàn chuyện của than phiền. Và do vậy với những gì mà chúng ta nghe trong những câu nói ngài chân trai về sự vô thường hôm nay, biết đâu trong số đó nó sẽ có những lời để không phải chỉ là an ủi mà là động viên tất cả chúng ta mình có một cái nhìn tương đối là chính xác, tương đối là mạnh mẽ, tương đối là tích cực để đối diện với những gì mà chúng ta nghĩ rằng rất là khó để chịu đựng ở trong giai đoạn này. Thưa quý vị, chúng tôi xin được kết thúc những chia sẻ trong cái phần nói chuyện của trong những câu nói ngài Thích Cha tại đây. Và bây giờ thì tiếp theo là phần tụng kinh. Không biết hôm nay Đại Đức Tuệ Tri có mặt ở trước máy không? Và nếu Đại Đức Tuệ Tri có mặt ở trước máy, xin Đại Đức Tuệ Tri khoan hỷ tụng cho một biến kinh bằng phản ngữ kinh Ratana Sutta. Và sau đó thì chúng tôi nhờ sư cô Tự Duyên khoan hỷ đọc cho một phần tiếng Việt, phần dịch Việt của bài kinh, và chúng tôi sẽ trở lại với một vài ý nghĩa liên quan đến kinh Châu Báu. Và xin kính thỉnh Đại Đức Tuệ Tri. Con kính lãnh lễ chư tôn đức tăng, kính chào cô tu nữ, thân chào phật tử, xin phép đọc kinh Ratana Sutta. Banithana tu patha yatatha gata sadappa paramiyo daso paramiyo dasa paramatha paramiyo bhaccha maha paricchage tiso chariya pachima phave gaffa wakkan ting cha ting afinikkhamanang Bhatha na chariyang bho thi bán lán kê ma ra quy cha yang sop bành yu tay nha na pati quê thăng na na lô cô ta ra thăm mê ti sop bê vi mê bù ta gu nê a wa chi toa quê sa li ya ti su ba ka ran ta đê su ti ya ma ra tinh ba rê tăng ka ron to a yas ma a nan da thê rô
Viyakaruna chitang upatabe toa koti satasaha se suchaka wale sudewata yasanam batigan hanti yang chakwe saliyam pure doga mano saduk fika samputam tivitang fayang kipamantarathabe siparitantang panamahe. Yani thaputa ni samagata ni pumma ni vaya ni vanta leke sape vaputa sumana havantu duatho pisaka chasunantu pasitang tasmahi puta ni sameta sape metang karo tamanusiya baca jadi wacara tu caharanti ye paling tasmahi ne rakhata apmata yang kinci witang itawa hurang wasak yesu wayang ratanang wanitang nano samangati tathagate nairam bibuthe ratanang wanitang hete nasace nasuwati hutu khayang wiragang amatang banitang yada chagya sakya muni samahito na te na thamme na samadhi kinchi dambi thamme ratanang banitang ete na sacce na suvati hotu yam buddha setho bariwana yisu ching samadhi manan tarikang yama o samadhi na te na samu na vichati dambi thamme ratanang banitang ete na sacce na suvati hotu ye pukkala athasatang basatha chatari etani yugani honti te dakhinaya sugata sasavaka ete sudinnani mahaphala meidam visankhe ratanang panitang ete na sacce na suvati hotu ye suppajuta manasadanhena nikkamino gotamasasanam hite vatibhata matang vigai halatha mutha niputing punchamana idam visankhe ratanang panitang ete na sacce na suvati hotu yathing dakhilo patawing sito siya chatupivat te pi asambhakam biyo tatho bhamang sa purisang vadami yo ariya sacca niyave ca basati ram visankhe ratanang vanitang etena saccena suvati hotu ye ariya sacca nivipapavayanti ram phirabhanye nasudesi sitati kincha bite hontu pusapamata nate bhagwanga tamamadiyanti dambi sankhe ratanang panitang etena sacchena suvati hotu saha vasada sana sambada yataya sutamma chahita bhagwanti sakka yaditi vichiki chitang chasila patang vabiyadati kinchi chatuha baye chavipamuto Chachapithanakuyapapokatum hidambisanghe ratanang panitang etena sacchena suvati hotu kinchapisokammang karoti bapakankayena vachayudachetasa vapapposotasapatichada yapapatadisabadasavuta hidambisanghe ratanang panitang etena sacche asuvati hotu vanapagumbe yathaposetake imha namase pathamasmingimhe tathupamang thammavarang adesayinipanagaming paramanghita yaidambipothe ratanang panitang etena sacche asuvati hotu varo varangyo varado varaharo anuttaro thammavarang adesayidambipothe ratanang panitang tang etena sacchena suvati hotu khinang puranang navang nati sambhavang viratachita yatike pavasming te khina bicha viruni chanda nibbanti thira yathayam varipo idam visankhe ratanang panitang etena sacchena suvati hotu yani thaputani samagata
ni phum ma ni qua ya ni quan ta li khe ta tha ga tang de qua manu sa bu chi tang bua thang nam ma sa ma su qua ti hu tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni qua ya ni quan ta li khe ta tha ga tang de qua manu sa bu chi tang tham mang nam ma sa ma su qua ti hu tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni qua ya ni quan ta li khe ta tha ga tang de qua manu sa bu chi tang sang khang nam ma sa ma su qua ti hu tu. Dạ, con đã đọc xong bài kinh Đa Tên A Xuất Ta, kinh Tịnh Cô Tư Nữ Tại Duyên. Tiếp tục với phần Việt ngữ. Dạ, sa thú lên thầy, dạ, kính chân thầy Thệ Trì. Dạ, con kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng. Dạ, bây giờ con xin đọc bài kinh Châu Báu Việt ngữ. Dạ, không biết là dạ Lan Giang Nguyệt bớt bài dùm tự nhiên ạ. Alo. Dạ, tự nhiên xin đọc. Ba ni tha na tô ba tha ya ta tha ga ta sa da sa ba ra mi yo da sa u ba ba ra mi yo da ga ba ra mi yo ba in cha ma ba ri cha ge ti su cha ri ya ba chi ma pa we ga pha wa can tin cha tin A phi nếp khá ma năng bồ thi bành lành kê ma râm cha dặn xa bành như tành. Nhà na ba ti huệ thằng na qua lù cú tắc ra thầm mê thi xăm mê bi mê bú thân hư nề. A hoa chi tòa huệ xa lý dạ tì su ba ca ràn ta rì su thi dạ. Ma ra tình ba rê tăng ca rôn tô a yát ma. Ananda Thero Viyakaru Nyati Tăng Upa Thabe Toa Kho Ti Chata Sahat Se Su Chaka Wa Le Su Yaka Le. Dạ, alo, dạ, tự nhiên thấy Lan Giang Nguyệt bớt không có tiếng Việt ạ. Alo, hồi nãy Ngài Giác Đẳng nói tự nhiên đọc tiếng Việt mà sao tự nhiên không thấy tiếng Việt. Xin tiếng Việt, dạ đúng rồi. Dạ, tiếng Việt mà tự nhiên không thấy tiếng Việt, mà ở ngoài thì tự nhiên không có bài học ạ. Dạ, cảm ơn Lan Giang Nguyệt. Dạ, bây giờ tự nhiên xin đọc tiếng Việt. Dạ, đúng rồi. Tôn giả Ananda với từ tâm vô lượng trì tụng kinh Châu Báu suốt trọn cả đêm dài. Ba vòng thành Quế Xa Ly. Chà, mình thoát bữa nay nó bị rắc rối gì vậy nè. Dạ, tự nhiên xin đọc lại. Tại vì mình thoát nó chạy tới chạy lui, tự nhiên không có thấy được chữ. Tôn giả Ananda với từ tâm vô lượng trì tụng kinh Châu Báu trọn suốt trọn cả đêm dài ba vòng thành Quế Xa Ly niệm tất cả ân đức của Như Lai đại lực là mười pháp là mười ba la mật
Mười thượng ba la mật, mười thắng ba la mật, năm pháp đại thi xả, ba hạnh nguyện độ, ba ba hạnh nguyện độ sanh trong kiếp chót gian trần, xuất gia tầm giải thoát khổ hạnh nghiệm đau màu, chiến thắng đại ma quân đạt nhất thiết trùng tri. Trời ơi, bánh tóc bữa nay nó nhảy liên tục quý vị ơi. Dạ, alo, alo, Từ Mẫn có nghe âm thanh của Tự Duyên không? Dạ, Từ Mẫn có thể đọc dùm Tự Duyên, tại vì Tự Duyên nhìn lên màn hình nó nhảy liên tục, Tự Duyên không có thấy đoạn nào với đoạn nào hết. Dạ, Lão Tràng thì nghe rõ, nhưng mà là Tự Duyên nó trở ngại là có cái là Tự Duyên không nhìn lên màn hình cái những cái đoạn kinh đó. Dạ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, con Tư Mẫn, con xin thay mặt đạo tràng, dạ con tiếp tục đọc bài, đọc kinh Lời Diệp. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Tôn giả Ananda, với từ tâm vô lượng, trì tụng kinh châu bao suốt trọn cả đêm dài, ba dòng thành về xa ly, niệm tất cả ân đức của Như Lai đại lực, là mười ba la mật, mười thượng ba la mật, mười thắng ba la mật, năm pháp đại thi xả, ba hành nguyện độ sanh. Trong kiếp chót gian trần, xuất gia tầm giải thoát, khổ hạnh nghiệm đạo màu, chiến thắng đại ma quân, đại nhất thiết chủng tri, chân chính pháp siêu phàm, chư thiên khắp các cõi, mười muôn triệu thế giới đều vui mừng lãnh hồi. Kinh châu bao uy lực, tiêu trừ mọi tai ương, đói khát và bệnh tật, cùng phi nhân quay nhiễu, trong thành quê xa ly, thấy điều được tan biến, chung đệ tử nhất tâm, trì tụng kinh châu bao. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, mong khởi lòng hoan hỷ, thành kính nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn, năng hộ trì nhân loại, vốn đêm ngày hồi hương, phước lành đến chư thiên. Những vật quý trong đời, chốn này hay nơi khác, cả châu bao cõi trời, không gì sánh bằng được, với Như Lai thiện thể. Do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Pháp bất tử tối thường, lý dục diệt phiền não, Phật Thích Ca Mâu Ni,
chính pháp ấy trong thiền, không gì sanh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Do vậy chính chánh pháp là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm là tu tập thiền định, chung chứng hiện tại lạc trú đức phần, đức Phật hằng ngợi khen, không gì so sánh được. Do vậy chính chánh pháp là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này phúc. Thanh tam vị bốn đôi là những bậc ứng cung, đệ tử đấng thiền thề được tri giả tán thán, cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tăng chung là châu bao thù diệu, với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bậc tu hành thiếu dục với ý chí kiên trì đơn chánh phục hành thời gian điều ngữ đạt quả đạo bất tử lạc tru. Quá nhiều. Nam mô Bố Tha Giá. Con đã đọc xong phần lời duyệt. Dạ con xin sám hối, con tiếp con phần 7. Dạ mai. Gột trụ heo xuống bốn hương nhân liệu ngộ tư thanh đê, cũng từ tài bất đồng trước tam pháp thế gian. Do vậy chính tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chẩn ngôn này tu thành muôn. Bậc thanh tu đà hoàng chứng trí lý thanh đế, được đức cô ta ma khéo thuyên giảng tường tận, các ngài dù phong vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tam. Do vậy chính tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sử, tận kiết hòa luôn các khỏi bốn đọa sư, nhập lũ không tào sao bất thiện trọng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu bao thù vọng nào phúc. Bậc thanh tu đà hoàng dù vô tâm phạm lỗi, bằng thân lời hại ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thanh. Do vậy chính tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng lợi ích chung hữu tình. Ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi, có vậy Đức Phật là tu thành muôn hạnh.
Đức Phật bậc pháp vô thường, ban bố pháp vô thường, truyền đạt pháp vô thường, tuyên thuyết pháp vô thường. Do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diêu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chấp, trong sanh hữu đời sau. Bởi tham muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tắt, bậc trí chứng niết bàn. Do vậy chính tăng chung là châu bao thuộc, mộng với chân ngồi thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hay chí thành đảnh lễ Đức Phật bậc Như Lai. Được như thiên, chư thiên nhân loại đảnh lễ và cung dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hay chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo như chân, được chư thiên nhân loài đảnh lễ và cung dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hay chi thành đảnh lễ tăng chung bậc Như Đức, được chữ thiên nhân loài đảnh lễ và cung dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng. Con đọc xong bài kinh tiếng Việt. Dạ, con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi Quang Hỷ. Từ Bi Quang Hỷ đến giảng dạy cho chúng con. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin xuống mất. Cảm ơn cô Tùy Duyên và cô Tư Mẫn. Thưa quý vị, một ở trong những điều rất là quan trọng khi chúng ta tụng kinh đó, đó là chúng ta tập trung vào cái giá trị những giá trị này nó không thay đổi theo thời gian. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là khi chúng ta đi học đó, mà chúng ta biết rằng cái môn học này thực sự nó tốt, trước kia cũng tốt, bây giờ cũng tốt và sau này cũng tốt. Ví dụ như ai đi học cũng nên học về ngôn ngữ, học về toán. Và khi mà mình học như vậy đó, mình không có đặt câu hỏi rằng ồ, mình học như vậy đó rồi không biết mai mốt mình có xài được không. Nhưng mà nếu mà mình hiểu rằng môn toán hay môn văn á, dù rằng trước kia hay bây giờ sau này đều cần, đều tốt để học, thì chúng ta chỉ tập trung học thôi mà không có đặt câu hỏi. Thì ở đây thưa quý vị, trong đoạn cuối của bài kinh đó, có ba cái từ là Đức Phật là bậc Như Lai, giáo pháp là đạo Như Chân, và tăng chúng là bậc Như Đức.
Như Lai, Như Chân, Như Đức đều là chữ dịch của chữ Tathagata, là đến như vậy. Thì theo trong kinh nói rằng tam thế chư Phật, tam thế giáo pháp và tam thế tăng bảo đó đều có cái giá trị giống nhau. Dạ, trong quá khứ, hiện tại, vị lai là như vậy. Về điểm này chúng ta phải có một ít thời giờ để suy xét, và nếu chúng ta hiểu đúng hiểu kỹ đó, thì cái định lực của chúng ta sẽ mạnh hơn, và cái sự trì tụng của chúng ta nó sẽ có giá trị nhiều hơn. Thưa quý vị, còn vài phút chót thì chúng tôi có một vài cái thông tin liên quan đến đại dịch Corona. Như tất cả chúng ta đều biết đó, là ở trong số hơn 3,5 triệu người bị lây nhiễm trên toàn thế giới thì Hoa Kỳ hiện nay mức độ lây nhiễm đã lên tới hơn 1,1 triệu, tức là 1/3 cái số lây nhiễm toàn thế giới. Trong khi đó thì về dân số thì Hoa Kỳ chỉ có 5% dân số thế giới thôi. Chúng ta nói đến 340 triệu so với con số 7,7 tỷ. Tại sao về dân số Hoa Kỳ ít như vậy mà sự lây nhiễm nhiều như vậy? Là bởi vì nó có một cái nguyên tắc để ngăn ngừa dịch bệnh mà Hoa Kỳ không làm được, ít nhất là cho đến thời điểm hiện nay. Đó là cái sự truy ra cái người bị bệnh đã từng gặp ai, tiếp xúc với ai, sinh hoạt ở tại đâu. Ở các quốc gia khác, nơi nào mà người ta tìm ra một bệnh nhân, và khi ta tìm ra một bệnh nhân đã bị lây nhiễm rồi đó, thì người đó phải khai báo đầy đủ đã đến từ đâu, ví dụ đi chuyến bay nào, hay là đã đến gặp một buổi tụ họp nào, hay là ở con phố nào, thì người ta cô lập. Và nhờ như vậy người ta rất là mau chóng để tìm ra là những người đã từng tiếp xúc và cũng bị lây bệnh, và giảm được cái số lây lan. Dĩ nhiên trong một xã hội Hoa Kỳ mà tự nhiên có một người lây bệnh mà phải cách ly cả mấy trăm người thì chắc có lẽ là dân chúng sẽ biểu tình phản đối rất là mạnh mẽ. Nhưng mà thưa quý vị, vì lý do này nên chi đại dịch ở tại Hoa Kỳ nó sẽ tiếp tục tăng trưởng, và cái tỷ lệ càng ngày càng cao so với các nơi khác ở trên thế giới. Ở đây là cái giá mà chúng ta phải trả cho sự tự do. Và hôm nay thưa quý vị, thì bà Deborah Birx là một ở trong hai cố vấn quan trọng của Tổng thống Donald Trump về việc đối phó bệnh dịch. Bà đã than thở rằng những người biểu tình đòi mở cửa đó, họ đã không có ý thức được là họ phải giữ cái giãn cách của xã hội. Đi biểu tình thì không thể giữ được cái khoảng cách được, nên chi chẳng những không giữ được khoảng cách mà họ không đeo khẩu trang để thể hiện cái sự đòi hỏi của họ rằng bệnh dịch nó không phải là vấn đề nghiêm trọng, mà mở cửa cho kinh tế được khôi phục mới là quan trọng. Và bà nói rằng những cuộc biểu tình như vậy nó lại hứa hẹn là con số bị lây nhiễm sẽ cao hơn, và do vậy chúng ta phải tiếp tục cẩn trọng. Và cẩn trọng, rất có thể trong tương lai một ngày nào đó những cái thành phố bị lây nhiễm nhiều, người ta bắt buộc phải đi truy ra cái căn nguyên là người bị lây nhiễm đã gặp ai, tiếp xúc với ai. Và lúc đó thì chúng ta lại có nhiều cái phiền toái nhiều hơn. Và xem ra thì đối với đại dịch Corona thì nước Mỹ đã đi sau rất nhiều thứ, và kể cả về vấn đề đi truy tìm những ai đã tiếp xúc với người bệnh cũng lại là một đề tài, một vấn đề nhức đầu khác. Hôm nay chúng ta có một cái ước tính là nếu để làm công việc này thì chính phủ liên bang và tiểu bang phải thuê mướn ít nhất là thêm 100.000 nhân viên để lo cái việc mà đi truy tìm là những bệnh nhân đã tiếp xúc với ai. Đây là một vấn đề rất là tốn kém và rất là khó khăn. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dharma. Kính riêng chư Tăng và quý Phật tử đã vào Room để góp phần chia sẻ trong chương trình tu học đặc biệt nhân mùa đại dịch. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ cố gắng mọi bằng cách này hay cách khác để cẩn trọng cho mình, cho những người thân và cho cả cuộc đời này. Xin hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy.
Yani ta phu ta ni sama gata ni pum ma ni wa ya ni wa an ta le ke sa be wa phu ta sumana pa wan tu a phu bi sa ka chang tu nan tu pa si tang ta ma hi phu ta ni sa me ta sam be me tang ka ro ta ma no ya pa cha ya ni wa cha ra to cha ran ti ye pa ling ta ma hi ne rakata pa mata yang kin chi vi tang vi ta wa u rang wa sang ge su wa yang rata pa ni tang na no ta ti ta ha ga te na i dam vi bu te rata nang pa ni tang kha li te na sa che na su wa ti ho tu kha yang vi ra gang na ma tang pa ni tang ya da cha ga sa ya mu ni samahito na te thamme na samati kinh chi đăng vi thamme ratanang ba ni tang e te na sa che na su va ti ho tu yang bo ta se tho ba ri wan na di su chin samati ma nang ta ni ka nya ma hu samati na te na sa mo na ve cha ti đăng vi thamme ratanang ba ni tang e te na sa che na su va ti ho tu ye bun ga la a ta sa tang ba sa tha cha ta ri e ta ni yu ga ni hon ti te da ti nay ya su ga ta sa sa wa ga e te su din na ni ha pha la ni đăng bi sang khe ra ta năng ba ni tăng đề tê na sa chê na su va ti ho tu ye sum ba yu ta ma na sa đan he na ni ca mi no go ta ma sa sa năng ni tê ba ti ba sa a ma tăng vi hay ga la ta mu ta ni bu tinh buôn cha ma na i đăng bi sang khe ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sa chê na su va thi ho tu ya tinh đa khi lô ba ta vinh si tô si ya cha tô phi hoa tê phi a sam ba cam bi yô ta thu ba mang so bu ri yang qua ta mi yô a ri ya sa cha ni a we cha ba sa ti đăng bi sang khe ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sa chê na su va thi ho tu ye ariya sắc cha ni vi pha hòa danh ti gam pi ra banh ye na su đề si ta ni kinh cha bi tê hon ti phu sa ba ma ta na tê pha quang a tha ma ma di yan ti đăng bi sang khe ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sắc ye na su va ti ho ta ha wa sa da sa na sam ba da ya ta ya su tham ma cha hi ta ya wan ti sa ka ya di ti vi chi ki tang cha si la pa tang wa bi ya da ti kinh chi cha tu ha pa ye ni cha vi pa mu to cha cha vi ta na ni a pa bu ka tung ri đăng bi sang khe ra ta năng pa ni tang e te na sa che na su ba ti ho tu kinh cha bi so cam mang ca ro ti ba ba căn ca ye na wa cha yu ta che ta sa wa a pa bo so ta sa ba ti cha na ya a pa ba ta di samarasa vota idang bisangke ratanang banitang te na sakye na suvati ho tuvana pagumbe yata pusitang ge gim ha namase patamang ning gim he ta thu ba mang tham ba warang ade sa yi nip ba nagaming paramang hita ya idang ni buote ratanang ba ni tăng ê tê na sa chê na su va ti ho tu va ro va ran nhô va ra đô va ra ha ro a nô ta ro tham ma va răng a di sa di đăng bi bu thê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su va ti ho tu khi năng bu ra năng na văn na ti sam
chê pha qua kinh tê ki na bi cha vi run ha chan da nip ban te thi ra ya tha yam ba di bo i đam mi sang khe ra ta năng ba di tăng e te na sát chê na su va ti ho tu ya ni ta bu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li chi tăng bồ tăng nam a sa ma su ma ti ho tu ya ni ta bu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta le ke ta tha ga tăng be wa ma nu sa bu chi tăng tham mang nam a sa ma su ma ti ho tu ya ni ta bu ta